xin kiểu các bạn cụm đèn hậu hay là đèn lái sau sử dụng cho Ford Ranger 24 đến 29 220 hàng xịn chính hãng của Ford, đèn hậu xịn chính hãng của Ford. Đây là chiếc đèn hậu bên trái màu khói hay còn gọi là màu xám đen đấy, sử dụng cho bản Ford Ranger Wildtrak 2.0 thì cơ bản là đều nắp cùng một cái form này, chỉ khác cái màu có bản trắng đỏ, bản màu đen và bản màu khói. Đã đầy đủ cái bóng đèn, dây điện đầy đủ, sử dụng cho Ford Ranger hàng xịn chính hãng của Ford, cung cấp bởi phụ tùng ô tô VinFast. Hậu Ford Ranger.